Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bất Động Sản Quyên Hơn Hôm nay mình sẽ nói về Bến Tre thu hồi 35 hecta đất để xây dựng cầu rạch miễu 2 Dự án cầu rạch miễu 2 với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,5 km Điểm đầu sau các quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang Điểm cuối kết nối quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre Sở Sa Tông Vận tải Bến Tre cho biết sẽ thu hồi trên 35 hecta đất với khoảng 800 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu rạch miễu 2 đây là dự án đã được Thủ tướng phê duyệt Tỉnh này đã có phương án bồi thường tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã quy hoạch xây dựng 3 khu tái định cư tại các xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, xã Phú Túc và Tường Phước, huyện Châu Thành để bố trí tái định cư cho khoảng 130 hộ, số còn lại sẽ được bố trí phù hợp theo điều kiện của từng hộ gia đình. Dự án cầu Rạch Miếu 2 với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 17,5 km, điểm đầu giao các quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, điểm cuối kết nối quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre. Về hướng tuyến, điểm đầu tại vị trí sau các quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, sau đó đi đường tỉnh 870 vượt sông Tiền kết nối cùng Thới Sơn và đi theo tuyến mới sau các quốc lộ 60 tại đường dẫn cầu Hàm Luông thuộc tỉnh Bến Tre. Trong tờ trình Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương xây dựng công trình cầu Rạch Miếu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, Bộ Giao thông Vận tải xác định đây là công trình quan trọng cấp bách của ngành giao thông. Vì vậy, dự án này cần được ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 đến 2025 cầu rạch miễu hiện hữu nằm tại cửa ngõ trung tâm thành phố mỹ tho và bến tre chỉ được đầu tư hai làn xe lượng xe cộ lưu thông qua cầu tăng nhanh cầu trở thành nút thắt giao thông thường xuyên ủng tắc giao thông không đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh trong khu vực việc xây dựng cầu rạch miễu 2 được đánh giá hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến quốc lộ 60. Theo thiết kế, dự án có quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văn. Phần đường dẫn được thiết kế với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h mà các ngang đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp với tổng mức đầu tư được phê duyệt khoảng 5.175,45 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy để lại một tim và nhấn theo dõi kênh bất động sản Quyên Hôm nhé.